khán giả khắp nơi trên thế giới. Bất cứ dụng cụ nào bạn đang sử dụng để xem chúng tôi thì chỉ cần tin. Hallelujah. Chỉ cần tin. Con mắt của loài người có thể bị mù đối với công việc, tình yêu thương của Đức Chúa Trời, sự thương xót của Ngài. Con mắt loài người của chúng ta đối với công việc chữa lành, giải cứu và cứu rỗi, cứu độ linh hồn của công việc Thượng Đế. Hãy lớn tiếng cầu xin Chúa Giêsu phục hồi đôi mắt của chúng ta lại để chúng ta có thể nhìn thấy sự đụng chạm của Ngài và nghe Ngài nói rằng bạn đã được chữa lành. Amen. Và nghe Ngài nói rằng bạn được phước. Amen. Và nghe Ngài nói rằng bạn được tự do. Amen. Hãy cất giọng lên và nói rằng: Chúa Giêsu, hãy phục hồi đôi mắt của con. Con mắt loài người này có thể mù quáng đối với công việc thương xót của Thượng Đế. Cái nhãn quan của loài người này có thể mù quáng đối với công việc chữa lành của Ngài. Ô lạy Chúa Giêsu, hãy phục hồi con mắt của con và hãy để con nhìn thấy sự đụng chạm của Ngài. Hãy cầu nguyện đi. Ở khán giả khắp nơi trên thế giới, hãy mở môi miệng lên. Đôi mắt loài người có thể mù quáng đối với công việc tình thương của Ngài, đối với công việc phước lành của Ngài, cứu rỗi, cứu đổi linh hồn của Ngài. Hãy cất giọng lên và cầu xin Ngài phục hồi đôi mắt của mình để mà các bạn có thể cảm nhận sự đụng chạm của Ngài, để mà bạn có thể nghe Ngài nói rằng người được phước, người được chữa lành. Hãy mở môi miệng lên, mở môi miệng lên. Phục hồi con mắt của con lại, Chúa ơi. Phục hồi con mắt của con lại để cảm nhận sự đụng chạm của Ngài. Phục hồi thị lực của con lại, Chúa ơi, để cảm nhận sự đụng chạm của Ngài. Và nghe Ngài nói rằng chúng ta được giải cứu. Hãy mở môi miệng lên, mở môi miệng ra. Hãy phục hồi thị lực chúng con. Phục hồi đôi mắt của con, Chúa ơi. Trong danh Chúa Giêsu Christ chúng tôi cầu nguyện. Amen. Hãy nói rằng, hãy để con cảm giác, cảm nhận sự đụng chạm của Ngài. Tôi không nghe bạn nói. Tôi không nghe bạn nói. Vâng. Hãy để con cảm nhận sự đụng chạm của Ngài. Và nghe Ngài nói rằng con được chữa lành, con được giải cứu, con được cứu rỗi linh hồn. Amen. Có ai đó đụng chạm con? Ai đó đụng chạm tấm lòng của chúng con? Trong khi con đang cầu nguyện, cầu nguyện với Đấng Christ của con, thì có ai đó đang đụng chạm linh hồn của con. Hãy để con cảm nhận sự đụng chạm của Ngài. Hãy nói lên. Tôi không nghe được. Hãy để con cảm nhận sự đụng chạm của Ngài, Chúa ơi. Tôi không nghe các bạn nói. Hãy lặp lại, lặp lại. Hãy để con cảm nhận sự đụng chạm của Ngài, Chúa ơi. Sự đụng chạm về ơn cứu rỗi linh hồn. Hãy để con cảm nhận sự đụng chạm của Ngài, Chúa ơi. Đụng chạm phước lành. Hãy để chúng con cảm nhận sự đụng chạm của Ngài. Sự đụng chạm chữa lành. Sự đụng chạm bứt phá của Ngài. Amen. Hãy để con cảm nhận sự đụng chạm. Sự đụng chạm tự do. Hãy để con cảm nhận sự đụng chạm. Déjame sentir tu toque, Señor, toque de sanidad.
Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng con cầu nguyện. Amen. Ngài là Chúa. Ngài đã sống lại từ cõi chết. Ngài là Chúa. Mỗi đầu gối phải quỳ lại, mỗi môi miệng phải xưng nhận Ngài là Chúa. Jesus Christ là Chúa. Đang khi chờ đợi sự giải cứu, hãy bắt đầu sự vui mừng ở trong lòng. Hãy tuyên xưng rằng tôi được giải cứu. Trong khi đang chờ sự giải cứu, hãy tuyên xưng rằng tôi được giải cứu. Đang khi chờ đợi sự giải cứu, hãy tuyên xưng rằng tôi được giải cứu. Chúng ta phải hành động trong đức tin trước khi nó xảy ra. Hãy làm trong đức tin, hành động trong đức tin trước khi mình được giải cứu. Làm trong đức tin, con được giải cứu trong danh Jesus Christ. Trong khi chờ đợi được giải cứu, hãy bắt đầu hành động trong đức tin và bắt đầu tên Jesus là đấng giải cứu con. Trong danh Jesus Christ, Amen. Ở khán giả, đang khi chờ đợi sự giải cứu, hãy nhìn màn ảnh. Đang khi chờ đợi sự giải cứu, ngay bây giờ hãy bắt đầu tuyên xưng và tin nhận Chúa Giêsu là đấng giải cứu tôi. Đang khi chờ nhận sự giải cứu, hãy nói rằng tôi được giải cứu. Chúa Giêsu là đấng giải cứu tôi. Hãy bắt đầu tuyên xưng nhận, nói trong đức tin, làm trong đức tin, bước đi trong đức tin, làm trong đức tin. Hãy bắt đầu hành động trong đức tin, hành động trong đức tin. Bây giờ, làm trong đức tin ngay bây giờ. Hãy bắt đầu làm trong đức tin ngay bây giờ. Ngay trước khi được giải cứu, đang khi chờ đợi được giải cứu, tôi được giải cứu. Chúa Giêsu là đấng giải cứu tôi. Trong danh Jesus Christ chúng con cầu nguyện. Amen. Khi Đức Chúa con làm bạn được tự do, thì bạn thật sự được tự do. Phải được giải cứu trong danh Jesus. Bất cứ tà linh nào đang thách thức các bạn, phải đi ra. Bất cứ tà linh nào thách thức nghề nghiệp của các bạn, phải đi ra. Bất cứ tà linh nào thách thức nghề nghiệp các bạn, be out, đi ra ngoài. Tà linh nào thách thức hôn nhân bạn, out. Tà linh nào thách thức gia đình bạn, phải đi ra. Tà linh nào thách thức hành trình của bạn, phải đi ra. Out. Tà linh nào thách thức doanh nghiệp bạn, out, ra ngoài. Nghề nghiệp của bạn, out, out, đi ra, out, đi ra, đi ra. Hãy cầu nguyện đi.
Trong danh Giêsu Christ. Amen. Tôi giang tay phải ra để đụng chạm tâm linh các bạn, để giải phóng tâm linh các bạn khỏi tất cả các tà linh. Phải được giải phóng trong danh Giêsu. Phải được giải phóng trong danh Giêsu. Hãy nói rằng tôi sẽ giải phóng tâm linh của tôi. Tôi sẽ giải phóng tâm linh của tôi trong danh Giêsu. Người quỷ Satan, hãy buông thả. Phải buông thả. Phải buông thả. Phải buông thả. Ở khán giả, ở khán giả trên màn ảnh, bất cứ linh lực nào chống lại các bạn, bất cứ tà linh nào chống nghịch lại bạn, bất cứ tà linh nào thách thức nghề nghiệp bạn, tà linh nào đứng nghịch lại bạn, nghịch lại kinh doanh với doanh nghiệp bạn, phải được buông tha trong danh Giêsu. Phải rời khỏi dân sự của ta. Người ma quỷ phải rời khỏi dân sự của ta. Người ma quỷ phải rời khỏi dân sự của ta. Phải rời khỏi nghề nghiệp của họ. Ta truyền bảo phải rời khỏi dân sự của ta. Hãy nói rằng tôi là con cái của Đức Chúa Trời. Ta nói không, người quỷ Satan, không. Ta là con cái của Đức Chúa Trời. Ta là con cái của Đức Chúa Trời. Không được. No. Không được. No. Bất cứ sự liên lạc nào, bất cứ sự nói tiếp nào, cách nói nào, ta là con cái của Chúa Trời. No. Không được. No. Bất cứ sự liên lạc, liên hệ nào, có thể là sự nghiệp, là doanh nghiệp, kinh doanh, là hôn nhân, là gia đình, là tương lai, bất cứ sự liên hệ nào, ta là con cái của Đức Chúa Trời. Ta nói không. No. No. Các bạn hãy cầu nguyện đi. No. Ta nói không với ma quỷ. Nói không với sự liên hệ của chúng. Chúng ta có thể nhìn thấy trên màn ảnh người ta đang ói ra những chất độc mà ma quỷ đã gieo vào trong thân thể người ta. Đó là những chất độc mà ma quỷ gieo trong thân xác người ta. Trong danh Giêsu. Trong danh Giêsu. Trong danh Giêsu. Tôi giải phóng các bạn. Hãy được giải phóng. Tôi giải phóng các bạn. Hãy được giải phóng. Hãy được buông tha. Hãy được khai phóng trong danh Giêsu. Bất cứ sự liên hệ liên lạc nào, có thể là doanh nghiệp, có thể là nghề nghiệp,
có thể là hôn nhân, có thể là gia đình, có thể là sức khỏe, bất cứ kết nối liên lạc nào. Hãy nói rằng ta là con cái Đức Chúa Trời. Hãy nói rằng ta là con cái Đức Chúa Trời và ta nói không. Ngươi quỷ Satan, ta nói không với các người. Ngươi quỷ Satan, ta nói không với các người trong danh Giê-xu. Hãy bẻ gãy mối liên hệ đó, bẻ gãy bất cứ mối liên hệ liên lạc nào. Hãy bẻ gãy chúng đi, bẻ gãy mối liên quan nào với quỷ Satan, bẻ gãy chúng đi. Ở khán giả khắp nơi trên thế giới, hãy bắt đầu bẻ gãy mối liên hệ liên lạc liên quan nào đối với ma quỷ. Vì các bạn là con cái của Chúa Trời, hãy nắm giữ quyền thể trị. Hãy bắt đầu tệ trị và nói không. Nói không. Và bẻ gãy. Bất cứ mối liên quan nào, liên hệ nào, hãy bẻ gãy chúng đi. Bẻ gãy. Có thể là kinh doanh của bạn. Có thể là gia đình của bạn. Có thể là nghề nghiệp của bạn. Bẻ gãy mối liên hệ đó đi. Bẻ gãy. Có thể là sức khỏe của bạn. Hãy bẻ gãy mối liên lạc đó đi. Mối kết nối đó đi. Hãy cầu nguyện và bẻ gãy chúng đi. Bẻ gãy bất cứ sự kết nối, sự liên lạc nào với quỷ Satan. Bất cứ sự liên hệ nào giữa quỷ Satan và nghề nghiệp, sức khỏe, gia đình, hôn nhân của chúng ta, hãy bẻ gãy chúng đi. Trong danh Giê-xu, ngay bây giờ hãy nắm quyền tệ chỉ trong danh Giê-xu. Hãy nắm quyền tệ chỉ trong Đấng Christ và bẻ gãy mối liên hệ nào với quỷ Satan. Hãy bẻ gãy bất cứ sự liên hệ nào, liên quan nào, kết nối nào với quỷ Satan. Bẻ gãy chúng đi. Bất cứ điều chi quỷ Satan dùng để kết nối với bạn, kết nối kinh doanh của bạn với nó, kết nối nghề nghiệp bạn với nó, ma quỷ. Kết nối nghề nghiệp nào của bạn với chính nó. Bất cứ điều gì quỷ Satan dùng để kết nối gia đình hôn nhân bạn với quỷ Satan, với ma quỷ, hãy bẻ gãy chúng đi, bẻ gãy chúng đi. Hãy dùng quyền tẩy chỉ của mình trong Đấng Christ và bẻ gãy chúng đi. Trong danh của Giê-xu, tôi bẻ gãy tất cả mọi mối liên quan với quỷ Satan. Trong danh Giê-xu, bất cứ điều gì quỷ Satan đã đánh cắp từ các bạn, hãy bắt đầu nhận chúng trở lại. Có thể là doanh nghiệp bạn, những người đồng hành, đồng công cùng doanh nghiệp của bạn, nghề nghiệp của các bạn, tôi nhận chúng lại. Duyên mệnh của bạn, vận mệnh tuyệt vời của bạn, nghiệp của bạn, danh nghiệp tuyệt vời của các bạn, nghề nghiệp tuyệt vời của các bạn, sự hôn nhân tuyệt vời của các bạn. Hãy lấy lại bất cứ điều gì ma quỷ đã cướp đánh cắp từ các bạn. Trong danh Giê-xu, tôi nghe Chúa Giê-xu nói rằng các bạn đã được giải cứu. Amen. Hãy lắng nghe. Tôi có thể nghe Đức Chúa Giê-xu nói rằng các bạn đã được tự do, đã được giải cứu. Hãy nói rằng tôi được giải cứu. Tôi không nghe được. Tôi không nghe bạn nói.
Hãy lắng nghe một lần nữa. Tôi nghe Đức Chúa Giêsu nói, các bạn được giải cứu. Bất cứ bệnh tật đau ốm nào bây giờ mà làm ngừng trễ tương lai của các bạn, tương lai sáng lạng mà Chúa chờ muốn ban cho các bạn. Bất cứ bệnh tật nằm ở chỗ nào, trong máu, trong xương, trong thận, trong gan, ngay bây giờ hãy truyền lệnh chúng phải đi ra. Truyền lệnh chúng đi ra. Hãy nhìn xem màn ảnh, những chất độc đã được mở ra, bởi quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh, quyền năng phục sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đang vận hành, đang làm việc. Hãy dùng đức tin của mình để yêu cầu trên sự sức giàu ngay bây giờ. Bất cứ nơi nào bạn đang ở, khoảng cách không phải là vật ngăn cản, khoảng cách không phải là vấn đề. Hãy dùng đức tin mình để yêu cầu, đang khi sự sức giàu đang vận hành, đang khi quyền năng của Chúa Thánh Linh đang vận hành. Amen. Trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bệnh tật đó trong máu của bạn, ta truyền lệnh chúng phải đi ra khỏi các bạn trong danh Giêsu. Bất cứ bệnh tật đau ốm nào đi ra. Bất cứ nó nằm ở chỗ nào trong thân xác bạn, phải đi ra. Đi ra trong danh Giêsu. Đi ra trong danh Giêsu. Đi ra trong danh Giêsu. Hãy nói chuyện vào bộ phận cơ thể của các bạn. Hãy nói với bộ phận cơ thể của các bạn trong danh Giêsu. Tôi ban truyền lời của Chúa chờ vào trong bộ phận cơ thể của các bạn. Hãy truyền lời Chúa chờ vào cơ thể bạn. Bất cứ nơi nào bạn bị đau ốm, sự đau đớn, hãy truyền lời của Ngài. Hãy để kẻ bệnh nói rằng tôi được chữa lành. Hãy truyền lời của Ngài. Hãy để kẻ bệnh nói rằng tôi được chữa lành. Hãy truyền lời của Ngài. Hãy truyền lời của Ngài vào bất cứ chỗ nào mà bệnh tật có. Ngươi là bệnh tật. Ngươi là sự đau ốm. Người bệnh tật, hãy bắt đầu nói ra, tuyên xưng ra, tuyên bố ra. Hãy nói ra, truyền phán lời Chúa ra. Bất cứ chỗ nào có bệnh tật, hãy tiếp tục nhìn trên màn ảnh, nhìn thấy thế nào các chất độc được thả ra, thải ra, mở ra từ những bộ phận trong cơ thể. Những chất độc mà họ ăn từ cái bàn của kẻ thù, và Đức Chúa Thánh Linh đã đang tẩy chúng ra. Hỡi khán giả, hãy rao truyền lời của Ngài vào trong xương của các bạn. Bất cứ chỗ nào mà có bệnh tật trong cơ thể của các bạn, bất cứ nơi nào có sự đau ốm,
Bất cứ nơi nào bệnh tật và đau ốm đang có, tôi truyền lệnh chúng phải đi ra trong danh Giê-xu. Hãy nghe lời của Chúa Trời. Người bệnh tật đau ốm hãy lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Người phải đi ra trong danh Giê-xu. Đi ra trong danh Giê-xu. Trong máu của các bạn, trong thận của bạn, trong gan của bạn, trong xương của bạn, hãy nói truyền lệnh chúng đi ra trong danh quyền năng Chúa Giêsu. Hãy truyền chúng đi ra trong danh Giêsu. Bất cứ bệnh tật đau ốm nào mà bạn nhận được qua giấc mơ, ngay bây giờ hãy bắt đầu tẩy chúng ra, đẩy chúng ra, dội nước chúng ra trong danh Giêsu. Bất cứ chất độc nào bạn đã nhận được, bất cứ nước độc nào mà bạn đã uống phải, bất cứ phương cách nào, bất cứ cách nào, phương cách nào mà quỷ Satan đã nhập vào xương của bạn, đã đi vào máu của các bạn, thì hãy mở môi miệng lên mà vỡ trách chúng, vỡ trách chúng. Hãy bắt đầu vỡ trách chúng đi ra, truyền chúng đi ra. Hãy nói đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Hãy cầu nguyện đi, truyền chúng ra. Chúng ta đang nhìn thấy quyền năng của Chúa Thánh Linh đang vận hành trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu. Hãy tẩy chúng ra, tẩy chúng ra, dội chúng ra, tẩy chúng ra, tẩy chúng ra. Hãy nói đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Hãy cầu nguyện truyền bảo chúng đi ra. Out, out, đi ra, đi ra. Trong danh Jesus Christ. In Jesus Christ's name. Hãy đồng ý với tôi rằng, nói với tôi rằng, tôi được chữa lành. Chúa Jesus là đấng chữa lành của tôi. Tôi không nghe các bạn nói Chúa Giêsu là đấng chữa lành. Tôi không nghe bạn nói Chúa Giêsu là đấng chữa lành. Tôi có thể nhìn thấy các bạn được chữa lành. Trong danh Giêsu. Trong danh Giêsu. Có một người phụ nữ ở dưới kia, các bạn chỉ dặn hãy giúp đỡ cô ấy. Cô ấy đang ngồi xuống bởi vì cô ấy bị đẫm ướt trong quần. Bất cứ điều gì bạn có thể giúp đỡ cô ấy thì hãy giúp cô ấy ở dưới kia. Hallelujah, cô ấy là người đang ngồi xuống bởi vì cô ấy bị đẫm ướt ở trong quần. Hallelujah. Hãy mở lòng và nói với Chúa rằng có con đây, có con đây, có con đây, có con đây. Hãy mở môi miệng và nói với Chúa Giêsu rằng có con đây. Trong danh Giêsu Christ chúng ta cầu nguyện. In Jesus Christ's name we pray.
Có một người đàn ông kia tự nhiên thấy mình bị yếu sinh lý. Trước kia anh không có như vậy, nhưng bây giờ anh thấy mình bị yếu sinh lý. Sau khi anh đã gặp gỡ một vài người nữ ở bên ngoài kia, đừng mắc cỡ hai bước ra đây bởi vì anh sắp sửa chết. Và anh luôn luôn nhận được những sự đe dọa, Luôn luôn nhận sự đe dọa. Ok. Chúa Trời sẽ bắt đầu giải phóng anh, cho anh được tự do. Anh bị đe dọa. Đó là kết quả của tội lỗi của anh. Đó là cách mà Chúa Giêsu nhìn. Và điều đang xảy ra đó là dẫn đến sự chết. Đó là một sự tấn công. Tôi muốn giơ tay chào vợ cô bạn. Cô ấy là một người tuyệt vời. Trong thời gian khó khăn này, cô ấy đã chịu đựng cùng với anh. Cô ấy luôn luôn ủng hộ anh. Thật là một người phụ nữ tuyệt vời. Tôi phải giơ tay chào anh. Chào cô ấy. Hallelujah. Những gì ông nói đều rất là đúng. Có một người đàn ông đằng kia, bạn có một mục nhọt ở dưới bộ giái. Nếu mục nhọt này bể ra, nó sẽ ảnh hưởng đến bộ giái của bạn. Và nếu giải phẫu thì rất là nguy hiểm. Bạn đã cố chăm sóc nó đã được một thời gian rồi. Đó là một sự tấn công. Vâng, cảm ơn. Chúa Trời yêu thương ông. Có một người đàn ông đằng kia, bạn bị nghiện rượu. Và điều này ảnh hưởng đến hôn nhân của ông. Hãy ra đây. Anh đang nghiện rượu chè và nó ảnh hưởng đến gia đình hôn nhân của anh. Anh đã cố gắng bỏ nó nhưng rồi trở lại với nó nhiều lần. Đây là công việc của ma quỷ, nó muốn hủy phá hôn nhân của bạn. Nó muốn hủy phá gia đình bạn. Chúa Trời yêu thương bạn. Hallelujah. Người đàn ông mà tôi nói đằng kia, có một người phụ nữ ở đằng kia, cô đã có hai người chồng. Tôi không biết làm sao cô có thể quản lý những điều này. Đây là vấn đề rất nguy hiểm. Cô biết rằng mình đang đùa giỡn với trò chơi nguy hiểm. Cô đang kết hôn với hai người đàn ông. Làm thế nào cô quản lý? Đó là quyền lợi của cô, tùy thuộc cô. Nhưng Chúa Trời yêu mến cô. Ngài muốn cô bước ra để được giải cứu. Chỉ vậy thôi. Cô cưới hai người đàn ông, hai người chồng. Bởi vì cô không thể du hành từ nơi này qua nơi kia để gặp chồng mình. Cô du hành rất nhiều. Cô có hai người chồng, hai nơi. Hai người chồng cùng một lúc. Xin cảm ơn. Hãy bước ra, tiến ra. Vì đây là một cái bẫy dẫn đến sự chết. Đó là lý do tôi gọi cô ra. Xin hãy vui lòng bước ra. Chúa Giêsu yêu mến cô. Có một người nữ đằng kia có ung thư vú. Nhưng cách mà cô chăm sóc nó, dường như cô không thể chịu đựng được. Bởi vì phải đi qua giải phẫu lần nữa. Đây là sự phẫu thuật. Xin hãy bước ra. Chúa Giêsu yêu thương cô. Hallelujah. Có một người đàn bà khác ở đằng kia. Mẹ của cô bị chết vì ung thư và bây giờ cô cũng có ung thư. Ngay hiện tại tôi đang nói đây. Mỗi khi cô nghĩ về mẹ của mình, cô nghĩ lại chính mình cũng sẽ bị chết như vậy. Hãy bắt đầu thờ phượng Chúa và vẫy tay chào Ngài. Hãy vẫy tay. Vẫy tay. Và nói với Ngài rằng, có con đây, Chúa Giêsu ơi. Các bạn rời khỏi đây với sự tâm linh mới mẻ. Vâng, một tâm linh đổi mới. Hallelujah. Trong danh Chúa Giêsu Christ chúng ta cầu nguyện. Amen. Có ai ở trong chúng ta đây đang vật lộn, gắng sức về đức tin của mình
Tôi muốn giải phóng bạn trong danh Jesus Christ. Amen. Bạn đang vật lộn, khó khăn với đức tin của mình. Bạn đang tranh chiến với đức tin của mình. Hãy nói, con tin xin hãy giúp đỡ sự không tin của con. Bạn phải được giải phóng trong danh Jesus. Amen. Bạn phải được tự do trong danh Jesus. Bạn cố sức chống chọi vật lộn với đức tin của mình. Ngay bây giờ hãy được tự do trong danh Jesus. Amen. Bạn có quyền để tin. Nhưng đức tin là của Đức Chúa Trời. Hãy có đức tin trong danh Jesus Christ. Amen. Hãy có đức tin trong danh Jesus. Amen. Hãy bắt đầu bao phủ mình bởi huyết của Chúa Giêsu. Bao phủ mình bởi huyết máu của Chúa Giêsu. Bao phủ mình bằng huyết Chúa Giêsu. Hãy bao phủ mình bằng huyết của Giêsu. Hãy nhìn xem trên màn ảnh. Hãy bao phủ chính các bạn bằng huyết của Giêsu. Hãy bao phủ chính mình bằng huyết của Giêsu. Bao phủ mình bằng huyết Giêsu. Bao phủ mình bằng huyết Giêsu. Bao phủ mình bằng huyết Giêsu. Tôi không nghe các bạn nói. Bao phủ mình bằng huyết Giêsu. Ở khán giả khắp nơi trên thế giới. Hãy bắt đầu bao phủ chính các bạn bằng huyết của Chúa Giêsu. Hãy nói rằng tôi bao phủ huyết Chúa Giêsu. Tôi bao phủ mình bằng huyết Chúa Giêsu. Tôi bao phủ mình bằng huyết Chúa Giêsu. Hãy cảm nhận sự động chạm của Ngài trong danh Giêsu. Hãy cảm nhận sự động chạm của Ngài trong danh Giêsu. Amen. Trong danh Giêsu Christ chúng ta cầu nguyện. Amen. In Jesus Christ's name we pray. Ngay bây giờ quốc gia đất nước của các bạn, hãy lớn giọng cầu nguyện cho đất nước của các bạn. Hãy cầu nguyện cho quốc gia, đất nước của các bạn. Levanta tu voz y ora por tu nación, por tu país. Ou que vous soyez prié pour votre pays, votre nation. Hãy cầu nguyện cho đất nước của các bạn để được nằm dưới con ngươi, con mắt của Đức Chúa Trời. Quốc gia của bạn, quốc gia của tôi, ở dưới sự theo dõi, quan sát con mắt của Ngài. Xin sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Xin sự can thiệp của Chúa Trời. Can thiệp của Chúa Trời. Sự can thiệp của Chúa Trời. Trong danh Giêsu chúng ta cầu nguyện. Tôi không nghe bạn nói Amen. Ngay bây giờ, những ai vừa mới đến với Đấng Christ lần đầu tiên và cho những ai muốn xác nhận niềm tin của mình, hãy mở môi miệng lên ngay bây giờ. Lạy Chúa Giêsu, gắn chặt con trong Ngài. Lạy Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu,
Hãy lau sạch con bởi huyết của Ngài. Lau sạch con bởi huyết quý báu của Ngài. Hãy làm con một ống dẫn, một ống dẫn của Ngài, ống dẫn của sự sáng, ống dẫn của sự sáng của Ngài. Nơi nào có sự bóng tối, hãy làm con ống dẫn của Ngài, ống dẫn của sự tha thứ. Nơi có sự tổn thương, hãy làm con ống dẫn của Ngài, ống dẫn của sự tha thứ. Nơi nào có tội lỗi, hãy làm con ống dẫn của Ngài, ống dẫn của tình yêu thương. Nơi có sự ghen ghét, trong danh Giêsu Christ chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Giêsu vì đã chết hy sinh cho con. Cảm ơn sự cứu rỗi, cứu độ linh hồn. Trong danh Giêsu Christ. Hãy nói Amen. Bạn có thể giữ sự im lặng bây giờ để lập lời hứa với Đấng Christ. Một lời hứa giữ vững, bền vững. Khi ra ngoài nơi này, sẽ trở thành một ống dẫn của Ngài, ống dẫn của sự sáng, ống dẫn của sự tha thứ, ống dẫn của tình yêu. Khi bạn bước ra khỏi nơi đây, bạn trở thành ống dẫn của tình yêu, ống dẫn của tình yêu của Đức Chúa Trời. Khi bạn bước ra đây, bước ra về, bạn hứa sẽ trở thành ống dẫn của tình thương. Nơi nào có sự ghen ghét, khi bạn bước ra khỏi nơi đây, bạn sẽ trở thành ống dẫn của Đức Chúa Trời, một ống dẫn của sự trung tín. Nơi có sự bất trung, khi bạn rời khỏi nơi đây, bạn sẽ trở thành ống dẫn của Chúa Trời. Hãy nói tôi là ống dẫn của Chúa Trời. Tôi không nghe bạn nói. Tôi là ống dẫn của Chúa Trời, ống dẫn của sự sáng Chúa Trời. Bất cứ nơi nào có sự bóng tối, khi bạn rời nơi đây, bạn trở thành ống dẫn của Chúa Trời, ống dẫn của sự tha thứ. Bất cứ nơi nào phạm lỗi, ống dẫn của sự tha thứ. Bất cứ nơi nào có sự tổn thương, đây là lời hứa bây giờ bạn muốn thành lập. Hãy giữ im lặng và thành lập lời hứa này để trở thành ống dẫn sự sáng Chúa ngoài kia, như là một con cái của Chúa Trời. Bất cứ nơi nào bạn đi, bạn là ống dẫn của Chúa Trời. Đi hướng đông, bạn là ống dẫn Chúa Trời. Đi hướng nam, bạn vẫn là ống dẫn Chúa Trời. Đi hướng bắc, hướng tây, bạn vẫn là ống dẫn Chúa Trời. Bất cứ nơi nào ngoài kia có sự khủng hoảng, bạn là ống dẫn Chúa Trời. Nơi nào có sự bội nghịch, bạn là ống dẫn của Chúa Trời. Nơi nào có sự ghen ghét, bạn là ống dẫn của Chúa Trời. Đây là những lời hứa mà bạn muốn thành lập trước khi bạn rời khỏi nơi đây. Tôi muốn tuyên bố với các bạn rằng mọi sự ở quá khứ đã qua rồi. Chúa Trời đã làm mới lại các bạn. Đây là một ngày mới cho kinh doanh, doanh nghiệp của bạn. Amen. Đây là một ngày mới cho gia đình của bạn. Amen. Đây là một ngày mới cho nghề nghiệp của bạn. Amen. Nó là một ngày mới cho sức khỏe của bạn. Amen. Nó là một ngày mới cho hôn nhân của bạn. Amen. Nó là một ngày mới cho gia đình của bạn. Amen. Cho kinh doanh của bạn, cho tài chánh của bạn, cho người đồng công làm ăn chung của bạn, cho quốc gia của bạn, cho đất nước của bạn. Nó là một ngày tươi mới, buổi sáng tốt lành. Hãy chào đón người lân cận. Good morning, một buổi sáng tốt lành. Hãy nói với người lân cận rằng good morning, đó là một ngày mới. Một ngày mới, một buổi sáng tươi mới cho tài chánh của bạn, cho nghề nghiệp của bạn. Một buổi sáng tốt lành, một ngày mới cho nghề nghiệp của các bạn. Quả thật, nó là một ngày mới. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Chai nước xịt sức dầu có tên là buổi sáng. Hãy coi nó như là một phần của tấm lòng bạn.
Khi bạn thức dậy buổi sáng, bạn tự hỏi, chai nước sức giàu buổi sáng đâu? Tôi phải đến hỏi Thánh Scone để nhận sức giàu buổi sáng. Cho nên tên của bạn cũng có thể là sức giàu buổi sáng. Đừng quên rằng bạn là một ống dẫn. Ống dẫn của Đức Chúa Trời. Hãy nói với người lân cận, bạn là một ống dẫn. Ống dẫn của ai? Ông dặn của Đức Chúa Trời, cho nên bất cứ hoàn cảnh nào thì hãy nhớ rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời. Đừng quên rằng mình là con cái Đức Chúa Trời. Xin chào buổi sáng. Xin chào buổi sáng, tên tôi là... Tôi đến từ Zimbabwe. Người Chúa Trời đã tiên tri tôi rằng có một người nữ mà mẹ cô ấy bị chết vì ung thư và cô ấy cũng lo sợ. Tôi xác nhận lời tiên tri đó là sự thật bởi vì vào khoảng 2 năm trước, tôi có một cục nhọt ở trên bụng và cục nhọt đó rất đau đớn một khoảng thời gian rồi. Cho nên lời tiên tri đó là sự thật. Mẹ của tôi chết vì bệnh ung thư. Xin người Chúa Trời hãy cứu giúp tôi. Tên tôi là... Tôi đến từ nước Zimbabwe. Tôi xác nhận lời tiên tri của người Chúa Trời rằng có một người đàn ông nhận thấy mình yếu sinh lực, sinh lý sau khi tôi phạm tội tà dâm. Điều này là sự thật và tôi xác nhận. Tôi đã phạm tội tà dâm năm 2018 và từ đó tôi bị bất lực sinh lý. Xin lỗi, nghe không được. Và tôi cũng xác nhận lời tiên tri rằng vợ của tôi là một người mạnh mẽ và ông ấy đã chào, giơ tay chào vợ của tôi. Vì khi tôi thú nhận lỗi lầm của tôi cho vợ của tôi thì vợ của tôi tha thứ tôi. Và đây là bằng chứng về y tế. Thật sự vợ của tôi đã cầu nguyện cùng với tôi và vậy tôi xác nhận lời tiên tri của mục sư là đúng. Cảm ơn Chúa Trời đã tìm thấy tôi, xin hãy giải cứu tôi. Cảm ơn. Este hombre confirma la profecía, el hombre de Dios le dijo que él estaba sufriendo de impotencia y que fue algo de repente y está afectando su matrimonio y él viene a confirmar con su reporte médico que es así, que está presentando problemas en su parte íntima y le da toda la gloria a Jesucristo por esa palabra profética.